Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch sử dụng đất. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện đã thông qua quyết định số 1095 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo. Trao quyết định 1095 ngày 1 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh được huyện Côn Đảo công bố, trong thời kỳ 2021-2030, tổng diện tích tự nhiên trên địa bàn huyện là 7.578,87 ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 6.352,25 ha, diện tích đất phi nông nghiệp 1.149,13 ha, diện tích đất chưa sử dụng là 77,49 ha. Tổng diện tích cần chuyển mục đích sử dụng đất là 373,42 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 366,17 ha, diện tích chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp là 6,75 ha, diện tích đất chưa đưa vào sử dụng, tức đất phi nông nghiệp là 74,7 ha. Vị trí diện tích các khu vực đất phải chuyển mục đích sử dụng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 và báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Côn Đảo. Dịp này, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông qua báo cáo tóm tắt kết quả quy hoạch sử dụng đất huyện Côn Đảo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo. Sau hội nghị này, Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo sẽ trưng bày công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Côn Đảo tại trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện, niêm yết công khai hồ sơ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, huyện Côn Đảo tại nhà văn hóa các khu dân cư, cổng thông tin điện tử Ủy ban Nhân dân huyện và trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân được biết.